Quý thính giả thân mến, sau đây mời quý vị theo dõi chương trình đọc hồi ký trong lòng địch của Trần Trung Quân. Hồi ký của một cựu điệp viên Việt Nam Cộng Hòa đã nằm vùng tại cục R suốt 10 năm trời. Dốt nhưng không biết cái dốt của mình. MG vẫn tự phụ là một nhà văn, nhà thơ, kiểu thơ cũng do tao giao to báo lớn và vô nghĩa như những lời hắn phát biểu. Có điều đáng nói là thơ hắn không phải để ca tụng Phật Pháp hay là cảnh tu hành, mà toàn là loại thơ ca tụng đàn bà và ái tình. Cố nhiên những bài thơ này không có người sửa thì không thể ai đọc được, và cũng chẳng báo nào chịu đăng, dù là thứ báo của bọn họ. Hắn thường ký tên dưới bút hiệu Huyền Không. Mỗi bài thơ mà MG làm xong đều được gửi qua Paris cho chị Nga đọc, và chị Nga nhuộn sắc cho hắn. Chị Nga là đệ tử ruột của MG. Tu sĩ Thành Trúc bảo chị Nga là người tình của MG, nhưng tôi không tin. MG làm gì có tình. Hắn đào mỏ chị Nga thì phải hơn. MG là loại người có đủ các tật xấu của một người phàm tục, dâm dục, thích ăn nhậu, lãng mạn. Khi hắn về dạy học ở trường Vạn Hạnh, hắn lại thêm một cái tật là thích ăn phở tái. Ngày nào không có phở tái, MG không thể ăn gì được. Sáng nào hắn cũng phải cậy cục để mà sai cho bằng được một chú tiểu thân tín đi mày mò mang về cho hắn một tô phở tái dằn bụng mới yên, và mới làm việc được trong ngày hôm ấy. Về vấn đề đàn bà, MG còn bê bối hơn nữa. Chim chuột gạ gẫm người này người khác, tác phong lăng nhăng rất là bê bối. Nhưng đó là đời tư của hắn, tôi không muốn đề cập tới nhiều làm gì. Tôi chỉ muốn nêu lên để mọi người thấy rõ chân tướng của hắn mà thôi. Vì MG ngày nay, vì quyền lợi riêng tư đã thực sự theo Cộng sản. Theo Cộng sản để Cộng sản cho hắn tị nạn ra ngoài, phá hoại hàng ngũ quốc gia. Hắn chạy qua tị nạn ở Pháp ít lâu, bị lộ chân tướng, đã chạy sang Hoa Kỳ để tiếp tục cái mà hắn gọi là Phật sự. Thật ra thì thân phận của hắn cũng chẳng tốt lành gì. Đi đâu cũng có 2-3 tên đi kèm theo để hầu thầy, để rình xem thầy có sơ hở, có vì bã vinh hoa mà phản đảng và nhà nước không. Thầy mà hamburger sữa, hot dog hay là hamburger quên lời đảng dạy là thầy xuống chầu Diêm Vương sớm mà thôi. Mời quý vị tiếp tục phần một bầy phản động. Cộng sản o bế thầy Quảng Đức trước khi thầy tự thiêu, nhưng người ta o bế một con vật tế thần. Kế hoạch đốt nhà của Việt Cộng ở Sài Gòn bị bẻ gãy, nhưng gần 3.000 căn nhà dân lao động ở Khánh Hội bị Việt Cộng đốt ra trò. Có nằm vùng trong đám tăng ni như tôi mới biết được rõ Phật giáo đồ lúc ấy bị Cộng sản trà trộn và lũng đoạn tới phần nào. Những cán bộ Cộng sản thực thụ còn ít, bọn theo đóm ăn tàn, theo voi hít bã mĩa mới thật là nhiều. Điển hình trong lớp này là có Thích MG, như tôi đã nói ở trên. Thích MG rất thích gái đẹp, thích làm thơ lãng mạn và thích ăn phở tái, nhưng đồng thời cũng lại ôm mộng rất lớn làm lãnh tụ khối Phật giáo Việt Nam sau này. Lẽ dĩ nhiên một thứ sư hổ mang như hắn thì không thể nào hy vọng nhờ đạo hạnh mà tiến thân cho được, tất phải đi ngang về tắt. Và Việt Cộng đã tạo cho hắn cái cơ hội ấy, cho nên hắn hết lòng phục vụ Việt Cộng đến cùng trong cái kế hoạch đốt sư ở Sài Gòn và một vài thành phố khác ở miền Nam. Tôi còn nhớ hồi tháng 6 năm 75, tôi đã được mục kích Hòa Thượng Thích Trí Thủ hướng dẫn một phái đoàn sư Ấn Quang đến ý kiến Chủ tịch Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn Chợ Lớn, lúc ấy là Thượng tướng Việt Cộng Trần Văn Trà, dâng kiến nghị xin hợp tác với cách mạng. Người phát ngôn hăng say nhất trong phái đoàn ấy là Thượng tọa Thích MG. Hắn đã gân cổ lên kể lại công lao của hắn phá hoại ngụy quyền Sài Gòn như thế nào từ năm 63 đến 66, nêu được những cái thành tích phản dân hại nước như thế nào, để sau cùng hắn xin cống hiến cuộc đời sư hổ mang của hắn cho cách mạng. Nghĩa là nếu cách mạng phong cho hắn một chức nào đó trong chùa Ấn Quang hay trong phong trào Phật giáo yêu nước mới thành lập, thì hắn nguyện đem hết sức khuyển mã ra làm chó săn cho Cộng sản, tức là khuấy nát cái hàng ngũ tăng ni, làm điềm chỉ viên cho Việt Cộng, bắt những tăng ni nào dám chống đối chế độ vô thần. Và hắn sẽ hết sức tận tình ca tụng chế độ Cộng sản, tìm cách lôi cuốn các đệ tử ngây thơ phục vụ chế độ và chống lại những nhà tu hành chân chính. Nhưng Trần Văn Trà đã khéo léo khước từ, không nhận
cho Thích Em Di được tình nguyện hiến dâng đời hắn cho cách mạng. Có lẽ trà cũng thừa biết rằng dùng một tên chỉ thích rượu ngọt, gái đẹp và thích chăn vọng thì sớm hay muộn gì cái bản tướng con heo của hắn cũng lộ ra làm chế độ mất mặt. Mà dù hắn có khôn khéo cắt mấy đi chăng nữa, không để lộ hình tích ra thì hắn sẽ sẵn sàng bán mình lần nữa cho phe nào trả công lao hơn cộng sản. Cái lầm rất lớn của những bọn đón gió như là MG là chúng không biết rằng cộng sản rất ghét những người như bọn chúng, mà cộng sản gọi một cách khinh bỉ là bọn hoạt đầu hay bọn chính trị cơ hội. Cộng sản dùng những tên này khi cần đến, nhưng bọn này không bao giờ được trọng dụng cả. Cộng sản dùng những tên ma đầu này theo cái kiểu vắt chân bỏ vỏ hay ăn mía liệng bã mà thôi. Từ đầu năm 1976 tới cuối năm 1977, không biết bao nhiêu tên chính trị, cơ hội hoặc là hạng ăn ké thời thế đã bị cộng sản loại bỏ hay cho đi tù vì dám tỏ ý bất mãn khi không được trọng dụng. MG không ở trong số này, may mắn thay, hay chỉ là nhờ cái thủ đoạn giỏi. Hắn vẫn tiếp tục được Việt Cộng cho phép đội lớp thầy tu để ăn phở tái và lợi dụng các nữ sinh ngây thơ chất phát còn tin tưởng vào thầy. Ít lâu sau, thấy thầy vượt biên tìm tự do, hiện nay có người nói với tôi là hắn lại bắt đầu làm lớn trở lại, lãnh đạo phong trào Phật giáo trong một miền nắng ấm nước Mỹ. Hắn và Thích Hắc Duy cả một cuộc đời đi tu chỉ mong đạt được chức lãnh đạo Phật giáo, chứ không hề muốn đắc đạo hoặc thành thần, thành thánh gì cả. Phải chăng Việt Cộng còn dùng hắn thêm một lần nữa chăng? Vì nghe đâu hắn hăng say tỏ lòng trung thực với lại đảng, hắn đã làm nhiều chuyện thân cộng qua lố liễu ở bên Pháp, sau đó qua Mỹ lại đòi dân tị nạn không được trưng cờ ba que, khiến hắn bị nhiều người vặt mặt là tay sai cho cộng sản. Nay hắn lại leo lên chức lãnh đạo thì thật là tai họa cho Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại. Phần trái tim Bồ Tát. Kể từ ngày công bố đem xác cúng dường thầy Quảng Đức trở nên rất ít nói. Thận như là băn khoăn điều gì. Hồn Văn Thạch luôn luôn ở sát bên thầy, gọi là để phụng sự, nhưng thật ra là để trông chừng. Đối với cộng sản thì thầy Quảng Đức lúc ấy không khác gì một con gà hay một con heo sắp được đem ra tế thần. Cần giữ làm sao cho gà thật tươi mướt lông, heo thật mập mạp cho tới phút làm thịt. Suốt ngày Hồn Văn Thạch cẩn thận đo áp huyết cho thầy, chích thuốc trợ tim, thuốc an thần, thuốc bổ. Mỗi bữa Thạch ép thầy ăn đủ 3 chén cơm, mỗi ngày đủ 3 bữa. Tôi đến thì đúng 9 giờ là buông màn, ép thầy dỗ giấc ngủ. Thầy muốn tụng kinh đến khuya, đôi chút cũng không được với lại Thạch. Bỗng thầy Quảng Đức trở thành của Bộ Cộng sản. Có lẽ vì thế mà thầy buồn chăng? Một vị chân tu, rộng lòng từ bi hỷ xả, sẵn sàng hy sinh về Phật Pháp, coi cái chết sống nhẹ như lông hồng, coi thường dân lợi, nay bỗng nhiên thấy mình bị một lũ khát máu lợi dụng. Bấu xấu theo sau là một cái nhóm lưu manh mà lúc ấy người ta hay gọi là thầy chùa đứng bến, đội lốt thầy tu vì danh vì lợi mà cam làm tôi mọi cho quỷ. Chỉ biết rằng trong cãi nhau như mổ bò về địa điểm, phương thức thiêu thầy như thế nào cho ngoạn mục và gây xúc động mức tối đa, và sau khi thầy chết rồi thì chiến thuật tuyên truyền phải như thế nào để khai thác triệt để cái tình thế, thì thầy Quảng Đức ngồi bằng tròn trên một chiếc bồ đoàn riêng biệt một góc, chẳng nói chẳng rằng, không khác gì một bức tượng gỗ để mặc cho lũ thợ sơn săn thợ mộc đẽo gọt đánh bóng đem đi bán rau. Vì tư tưởng thầy trong trắng như là bông cúc nở giữa mùa xuân mà thầy bị hai con quỷ vô thường Thích Trí Quang và Thích Thiện Minh lợi dụng, đưa giữa đường dẫn lối thầy xa vào cái guồng máy cộng sản. Chúng đã lẩn cận vào rào kín mọi ngõ ngắt, để dù thầy có phút chót có muốn thoát lui cũng không được nữa. Thầy ngồi đó, nhưng thực sự thì thầy chỉ còn cái xác không hồn được đặt lên bàn trông chín rồi. Trong thời gian ấy, Quảng Lâm chạy lăng xăng hết chỗ này ra chỗ kia mở con mắt. Hắn là người phụ trách đốt Sài Gòn. Hắn phải lo tập hợp bọn đặc công cộng sản nội thành và phân công theo một kế hoạch vặt sẵn. 17 tổ chức đặc công bao gồm toàn những chuyên viên phá hoại thượng thẳng được huy động để làm các công tác hỏa thiêu này.
Theo kế hoạch cộng sản thì làm sao nuôi ngọn lửa cháy một tuần lễ, một biển lửa? Khởi sự châm lửa là vùng Phạm Thế Hiển, rồi lần lượt tới các khu lao động khắp Sài Gòn Gia Định. Cơ quan tình báo Việt Nam Cộng Hòa thấy lệnh Sài Gòn không động tĩnh gì thì vội bố ráp đại quy mô được tung ra. Chỉ nội trong vòng một đêm, công an mật vụ đa phần đã tóm được hầu hết các tổ trưởng đặc công Việt Cộng có nhiệm vụ chỉ huy đốt nhà dân chúng. Tịch thu được một số những dụng cụ dùng để đốt như là thùng xăng, tim đèn, chất nhựa mồi lửa và lựu đạn MK2. Và chỉ trong vài ba ngày, nhà cảnh sát Đô Thành đã bẻ gãy kế hoạch đốt nhà của Vũ Mạnh Trường. Lúc ấy, bắt gần trọn ổ lũ chuẩn bị ra tay để mà thiêu rụi thành phố. Đáng lẽ cuộc phản công này của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã thành công lớn nếu Cộng sản không có người nằm vùng ngay trong cơ quan bảo vệ an ninh Sài Gòn. Một tên nằm vùng đã công bố giờ công an mật vụ càn quét nơi nào, nên dù Việt Nam Cộng Hòa ra tay rất nhanh, một số đặc công Việt Cộng vẫn lọt lưới và trốn thoát. Nhất là một tổ nằm vùng ở Khánh Hội. Tên tổ trưởng gian ngoan này trước khi ra đi còn đủ thì giờ thông báo cho cán bộ cấp dưới triệt để thi hành lệnh đốt nhà, nên Sài Gòn vẫn chịu hỏa tai, tuy số thiệt hại không có đáng kể. Ngày 10 tháng 4 năm 1963, tên 10 Lê Văn Khai là bí thư liên tổ kho 5 và tên Nguyễn Huy Ít bí danh 7 Duy đã nổi lửa đốt căn nhà số 73 hẻm 204 đường Đỗ Thành Nhân, quận Từ Khánh Hội, Sài Gòn. Ngọn lửa thiêu hủy gần 3.000 căn nhà của dân lao động trước khi bị dập tắt. Trên 90.000 gia đình công nhân nghèo khổ, giai cấp cưng quý của Bác Hồ đã lâm cảnh màn trời chiếu đất, không còn đồng xu dính túi và gia sản chỉ còn độc một bộ quần áo trên người mà thôi. Có gia đình tới 20 năm sau vẫn chưa lập lại được cái sự nghiệp đã bị trận hỏa hoạn của hai tên cộng sản 10 Khai và 7 Duy thiêu hủy năm ấy. Sau này cả Ít lẫn Khai đều bị bắt. Trước những bằng chứng rành rành không thể chối cãi, chúng đã bị tòa án phạt tù chung thân và đày ra Côn Đảo. Mãi cho tới khi cách mạng về, 10 Khai và 7 Duy mới được trả tự do và đưa về đất liền. Đang từ những tên khủng bố cướp nhà cướp của nhân dân, cách mạng về đã lột xác cho hai tên này trở thành những anh hùng chống Mỹ ngụy và được Bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn Võ Văn Kiệt đích thân tặng huy chương Lenin. Ngày tự thiêu của thầy Quảng Đức gần kề bao nhiêu thì sức khỏe của thầy sa sút bấy nhiêu, tim làm mệt cầm căn. Gần như cả ngày thầy không nói một câu ngoài việc tụng kinh niệm Phật. Ý của thầy đã quyết chết và sẵn sàng vị pháp vong thân rồi, nên tùy thân xác còn lưu lại dưới trần thế, hồn thầy đã bao vào thế giới khác. Lúc này Thiện Minh ra lệnh cho Thận phải suốt ngày cận kề bên thầy Quảng Đức, không được rời thầy nửa thước. Không phải hắn lo cho sức khỏe của thầy, nhưng là đề phòng mật vụ Việt Nam Cộng Hòa bắt cóc, mất thầy đi thì thực là xui hỏng bỏng không. Cộng sản đã mất bao nhiêu thì giờ và tâm huyết để thuyết phục, vừa áp lực thầy tự thiêu cúng dường thì không thể sơ hở chạy phút chót được. Thích Trí Quang đã thức trắng mấy đêm liền để dọn tinh thần cho thầy, trong khi Huỳnh Văn Thận nâng giấc thầy còn hơn cha mẹ, lo giặt giũ quần áo, lo từng miếng ăn tới ngụm nước uống cho thầy, để về sau chính hắn đã tưới xăng lên người thầy và châm lửa đốt. Huỳnh Văn Thận theo Cộng sản năm 1959, nhưng hắn không tập kết ra Bắc. Cộng sản để hắn ở lại miền Nam làm công tác tình báo cho Việt Cộng ở khu 5. Từ năm 1962, hắn được biệt phái qua khu Dương Minh Châu cho xâm nhập vào Sài Gòn hoạt động trong chiến dịch giáo vận. Năm 64, cho phù hợp với đường lối và chính sách mới của Việt Cộng là gây ung thối trong hàng ngũ quốc gia, Thận được triệt ra khu ẩn bóng một thời gian, và sau đó Cộng sản làm hộ tịch giả cho hắn mang tên mới là Nguyễn C.H. và cho hắn về Sài Gòn hoạt động chính trị công khai, đứng phe đối lập với chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Năm 1966 dẫn tới năm 1972, nhiều lần cán bộ nằm vùng vận động tối đa rồi mới đưa hắn ra ứng cử dân biểu Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa, và hắn đắc cử tại đơn vị Phú Yên. Sau ngày Cộng sản chiếm Sài Gòn, tên Huỳnh Văn Thận
Nguyễn C.H. xuất đầu lộ diện nguyên hình, tích cực tuyên truyền cho Cộng sản và chỉ điểm cho Công an Cộng sản, bắt không biết bao nhiêu chiến sĩ quốc gia yêu nước đã đặt lòng tin vào hắn vì tưởng hắn là người quốc gia chân chính. Để trả công cho hắn, Cộng sản cho hắn vào Quốc hội Cộng sản để lừa bịp dư luận rằng các quốc hội của Cộng sản không hoàn toàn chỉ gồm những đảng viên hay tay sai Cộng sản mà thôi, mà còn gồm cả một số dân biểu, nghị sĩ ngụy đã biết ăn năn hối cải trở về với cách mạng. Tuy nhiên, Nguyễn C.H. vào múa may ở Quốc hội Việt Cộng một thời gian, thì những tên chủ nhân Việt Cộng của hắn thấy cũng không lừa bịp nổi ai, bèn cho hắn vượt biên tị nạn để ra nước ngoài làm kiều vận. Nguyễn C.H. đã vượt biên qua Nhật. Sau đó nhờ thủ đoạn và móc nối chính trị, hắn đã tới được Hoa Kỳ một cách ngon lành. Nhưng cái mắt dân biểu lưỡng trào của hắn và cuộc tị nạn mờ ám của hắn đã bị đồng bào nghi kỵ, cho nên hắn chẳng làm được trò trống gì. Hiện nay hắn trùm mền núp bóng một tên sư hổ mang để chờ một cơ hội khác. Đó là những chuyện xảy ra về sau mà đa số chúng ta, nhất là bạn đọc, đều biết rõ. Nay xin trở lại chuyện tự thiêu của thầy Quảng Đức. Vấn đề mà Việt Cộng lo ngại nhất là làm sao mang một thùng xăng khá lớn để có thể đốt chết thầy Quảng Đức ngay tức khắc, để các cơ quan công quyền không kịp cứu. Mang một thùng xăng lớn tới nơi mà chúng định tự thiêu thầy Quảng Đức cho chót lọt không phải là dễ, vì Công an Việt Nam Cộng Hòa đã rõ mưu đồ của Việt Cộng do những báo cáo của chúng tôi và đã bủa vây khắp nơi. Huỳnh Văn Thạnh, tức là Nguyễn C.H., chính là tên được Việt Cộng trao cho cái trọng trách cung cấp xăng đốt thầy Quảng Đức, và Thiện Minh là cái người đề cử để giám sát vụ này, nên hắn rất lo lắng. Đêm hôm trước khi xảy ra vụ tự thiêu, chính Thiện Minh biểu tài xế lái xe để mà đi gặp Huỳnh Văn Thạnh để cho biết rằng xăng đã được giấu trong hai thùng nhỏ đựng dầu hôi, giấu trong gắn hàng của một nữ cán bộ Việt Cộng đóng vai người đi đánh hàng rong buổi tối hôm đó. Bao nhiêu lít? Thiện Minh hỏi. 15 lít. Ha chày. 15 lít đủ đốt không con? Dư sức mà thầy, 5 lít cũng đủ chết Quảng Đức rồi. Phần kế hoạch là F2 con cẩn thận nhé. Thầy yên tâm, trước khi xuất hành con sẽ gửi thêm một mũi tracin nữa. Sau đó con sẽ bồi thêm 2 mũi trợ tim Horo là đủ. Thế còn kế hoạch F3 ai đảm nhận vậy? Để khỏi bại lộ, giờ chót đồng chí Chí Lăng, tức là Trần Bạch Đằng, đã giao công tác này cho con rồi. Vậy à, tốt lắm. Công con to lớn lắm đó. Mặc dù cả Thích Thiện Minh lẫn Nguyễn C.H. đều là sư giả làm việc cho Việt Cộng, nhưng trong cả những cái cuộc tiếp xúc riêng với nhau, chúng vẫn xưng hô theo đúng vai trò của chúng đóng. Đó là chỉ thị của Việt Cộng, cốt để cho các cán bộ của chúng không bao giờ sơ hở để lộ tông tích. Do đó mà chúng ta thấy Thích Thiện Minh và Huỳnh Văn Thạnh, tức là Nguyễn C.H., vẫn xưng thầy và con với nhau vậy. Quý thính giả thương mến, chương trình đọc hồi ký trong lòng địch của Trần Trung Quân. Đây là một điệp viên của Việt Nam Cộng Hòa đã nằm vùng tại cục R suốt 10 năm trời. Chương trình này đến đây chấm dứt.